Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta những mẫu câu tiếng Anh mà mình có thể sử dụng để mình đi du lịch. Chúng ta có động từ là đi du lịch, đó là travel. Hello, how are you? Bạn thì như thế nào? How are you? Tên của tôi là, cộng cái tên của mình vào. Hi, my name is Lan. Chúng ta có một cái cách nói khác nữa, đó là I'm Lan. I'm là động từ to be, tôi là, hoặc là tên của tôi là, cái nào cũng được hết. Hi, my name is. Nếu các bạn nói động từ to be nó nguyên như thế này thì đừng quên cái chữ is, nó có z nha. Còn nếu không thì mình cứ nói tắt là my name's. Mình phẩy như thế này thì mình đọc ra là z luôn cho cô, cho nó nhanh. My name's, cộng tên của mình vào. Nice trong tiếng Anh là tính từ, đọc giùm cô xì. Nice. Chúng ta có động từ meet là gặp. Chúng ta có y dài nên mình mỉm cái miệng của mình cười chút xíu, đọc theo câu meet. Và khi chúng ta nói nhanh thì cái to này nó không còn là to nữa mà nó sẽ nghe là ta. Nice to meet you. Excuse me, can you tell me how to get to? Excuse me có nghĩa là cảm phiền. Excuse me, can you tell me how to get to place, là cái nơi mà mình muốn tới. Ok, so can là có thể. Chúng ta có tell là động từ là nói. Nói cho tôi, tell me. How là như thế nào. Get lúc này là tới. To lúc này là giới từ chỉ nơi chốn. Get to. Cái câu hỏi nên thành ra chúng ta sẽ có khuynh hướng là mình lên giọng ở cuối câu. Khi mà chúng ta nói nhanh thì nó sẽ nhanh là can you, can you. Và tell, nhấn mạnh tell me how to get to. Những cái to này nó không được nhấn bởi vì nó chỉ là những cái từ đệm thôi. Excuse me, can you tell me how to get to? Đây có phải là đổi động từ to be ra trước? Is này có z nha. This này đưa cái lưỡi ra nói cho nó nhẹ. This, right là đúng, way là đường. Right way, to là giới từ chỉ nơi chốn. Sau đó chúng ta cộng với một cái địa phương, một cái danh từ riêng. Is this the right way to? Bao xa thì chúng ta có cụm từ là how far. Are far. Nó là it is. Trong câu hỏi thì đem động từ to be ra trước thì nó thành is it. Nó nói cái âm z qua thì chúng ta nghe là is it. How far is it? Là nó là bao xa. Từ đây. How far is it to? Cộng cho cái danh từ đó. From here. Hay là from here. Tùy theo cái cảm xúc của người nói nha. Can you show me on the map? Động từ chính để nhấn mạnh nha. Show là động từ, là chỉ cho tôi. Can you show me? On là trên, the map là bản đồ, the đưa lưỡi. Can you show me on the map? I have a reservation under the name. Tôi có một cái sự đặt chỗ với cái tên, dưới cái tên. Và cái chữ là sự đặt chỗ là reservation. Reservation. Nó nhấn vần với dưới cái tên, the name. Cộng cái tên của các bạn vô nha. Reservation đây là danh từ bởi vì nó mới có ờ đứng trước nó nè. I have a reservation under the name. Mình hỏi còn phòng nào trống không? Available có nghĩa là sẵn có. So chúng ta có available. Do you thì chúng ta đọc nhanh nha. Have any rooms? Mình hỏi any thì sao? Any phải là danh từ số nhiều. Rooms, câu hỏi yes no. Cuối câu chúng ta lên giọng. Hey, do you have any rooms available? Chúng ta muốn xem phòng trước thì chúng ta hỏi như thế nào? Can I see the room first? Hoặc là khi mà chúng ta yêu cầu một cách khẩn thiết hơn thì chúng ta có thể sử dụng từ could I see the room first? Thì kiểu mình quá lịch sự đi. Còn cái từ can I nó bình thường hóa hơn. See là thấy. The đá lưỡi ra để cho mình nói cho nó nhanh chút xíu nha. Room, first là đầu tiên. First kéo dài âm ơ ra. Cuối cùng nhớ bật ra tổ hợp phụ âm. Can I see the room first? Mấy giờ thì chúng ta check in và mấy giờ chúng ta check out? What time is check in? Bây giờ mình vô nhà hàng, mình xin cái menu. Can I see the menu please? Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta sẽ nghe là can I see the menu please? Can I see là thấy nhá. The menu. Cái giờ mà đứng trước U thì nó sẽ biến thành giống như âm yêu của tiếng Việt mình vậy đó. Menu. Can I see the menu please? Bây giờ mình gọi món nè. I would like to order. Would like là muốn, nó bằng với từ want. Nhưng mà từ would like nghe rất là hay, rất là lịch sự. Sao I would like là to và một động từ. Trong trường hợp này order là động từ là gọi đó. Với dish có nghĩa là tên món. Trong cái tình huống đó là mình nhìn vô cái menu mình thấy tùm lum hết trơn. Mình không có biết gọi cái gì hết. What do you recommend? Recommend có nghĩa là giới thiệu. Chúng ta đọc là recommend. Recommend là động từ nên khi đặt câu hỏi thì chúng ta mượn trợ động từ do. Để chúng ta đặt câu.
Và do you khi các bạn nói nhanh nó nghe rất là nhanh. Do. What do you recommend? Can I? Nói nhanh là how. The. Bill. Nhớ y ngắn nha. Bill. Trong phát âm thì các bạn phải phân biệt được âm y ngắn và âm y dài. Nếu không các bạn sẽ không phân biệt được là i với lại e. Kêu tính tiền kêu sao? Can I have the bill please? Cái này bao nhiêu tiền? How much does this cost? Bạn có chấp nhận thẻ tín dụng hay không? Chúng ta có động từ accept. Do you accept? Chúng ta nhấn ở động từ credit card. Chúng ta chú ý đến credit này cũng là âm y ngắn. Hai tiếng credit cards. Trong trường hợp này nó là nói chung chung nên cards. Nó có âm Z và nhớ phát âm R cho nó rõ nha. Can I try this on? Chúng ta có try on là thử, là mặc vào. This đưa lưỡi ra nhớ xì của chữ this nha, on. Nói nhanh thì nói cái S của on luôn, chúng ta sẽ nghe là this on. Try on là phải nghe rõ, tại vì đó là động từ mang ý nghĩa chính của câu. Can I try this on? Bạn có cái này mà màu khác hay không? Bạn có cái này mà cái size khác hay không? Do you have this in a different size? Do you have this in a different color? Ta có leave, y dài nhé. Next, cái đuôi XT này nó sẽ là next. What time does the next bus leave? Cái chuyến xe bus tới khởi hành mấy giờ? What time does the next train leave? Cái chuyến tàu tới nó khởi hành lúc mấy giờ? Chúng ta có near là gần, gần nhất. Nearest. Where is the nearest bus stop? Trạm xe buýt gần nhất ở đâu? Một cái vé mà nó tới cái điểm tham quan nó bao nhiêu tiền? How much is a ticket to? Cộng với cái điểm đến mà mình muốn hỏi. Can, mình nói nhanh nó sẽ là can. Can you call? Chúng ta có taxi for me. Can you call a taxi for me? Chúng ta thấy là mình bắt nguồn từ động từ attract, có nghĩa là hấp dẫn, thu hút. Chúng ta có danh từ attractions, những cái địa điểm hấp dẫn du khách mà bắt buộc phải thấy, must see. Những cái địa điểm nào mà phải thấy ở đây là gì? Đối với từ what mà mình nói qua động từ to be như thế này, thì mình có thể nói cái chữ the thành cái chữ the luôn. Mình sẽ nghe là what are, mà phải nói nhanh nha. What are the must see attractions here? Bạn có thể giới thiệu một cái nhà hàng ngon gần đây không? Can you recommend a good restaurant nearby? Chúng ta có nearby là gần đây. Can you recommend a good restaurant nearby? Có một cái trung tâm thông tin về du lịch ở xung quanh đây hay không? There is là có. Có không đem động từ to be ra trước. Is there a tourist information center around here? Mấy giờ thì cái chỗ đó nó mở cửa? Open lúc này là động từ bởi vì mình có trợ động từ does. Mấy giờ thì cái chỗ đó nó đóng cửa? What time does cái gì đó open? What time does cái gì đó close? Cần giúp đỡ thì phải làm sao? Yes, I need help. Need, y dài, help là đá, L-O là I need help. Tôi cần sự giúp đỡ. Can you assist me? Chúng ta có động từ assist là trợ giúp. I've, khi mà mình ghi như thế này thì đây mình đá cái chữ V lên lost. I've lost my passport. Passport. Nhấn ở chỗ pass dùm câu nha, passport. What should I do? Nói nhanh nó sẽ nghe short. I've lost my passport. What should I do? Họ có một cái bệnh viện gần đây không? Thì mình hỏi sao? Is there a hospital nearby? Hospital nearby là gần đây. Is there a hospital nearby? Bạn có thể giúp tôi tìm cái đường của tôi quay trở về cái khách sạn được hay không? Can you help me find là động từ tìm kiếm. Sau help thì mình được sử dụng động từ V0 find. Cái đường của tôi trở về. My way back. Back là trở về. To là giới từ tới. Cái the hotel là cái hotel mà tôi đang ở. Can you help me find my way back to the hotel? Where can I find a pharmacy? Tôi có thể tìm kiếm cái nhà thuốc ở đâu? Bạn có làm ơn nói chậm lại giùm tôi được không? Can you speak more slowly please? Can you nè, speak là nói. Chúng ta có slowly là chậm. Can you speak more slowly please? I don't understand. Can you repeat that? Tôi không hiểu. I don't understand. Can you repeat that? I don't understand. Cũng là can you thì mình nói là can you repeat nè. Re y ngắn, pit y dài. That là điều đó. I don't understand. Can you repeat that? Do you speak English? Thank you very much.
Một cái câu nói rất là hay. Cảm ơn rất nhiều. Fan đưa lưỡi ra nha. Thank you very much. Appreciate là cảm kích, động từ nha. Appreciate your help. Khi mà ai đó giúp mình nhiều quá và mình rất là biết ơn người ta thì mình nói I appreciate your help. Có một ngày thật là tuyệt vời nha. Have a great day. Great này thì mình cũng cái miệng mình nó mềm chút xíu thì mình mới dễ phát. Have a great day. Goodbye. Chào tạm biệt. Và nếu các bạn học tiếng Anh các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì các bạn hãy bắt đầu với lộ trình A1. Đây là lộ trình giao tiếp học là nói. Nên tất cả những cái kiến thức các bạn nạp vào các bạn sẽ có thể hiểu, nói và ứng dụng được.